Xin chào. Buổi sáng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn sáng đơn giản nữa là bún riêu cua củ dền chay. Cái cua chay của mình là tôi sẽ làm lấy từ đậu hũ trứng, là một loại đậu hũ non rất là ngon. Mua về mình sẽ chiên sơ lại cho nó dính lại, rồi xong thì nước súp là mình thả củ dền nè, rồi củ cải trắng, rồi đậu hũ tươi, nấm rơm. Cái này là mình đã nấu xong rồi, súp rồi. Còn ở đây là đậu hũ tươi mình chiên giòn lên để mình để lên cái dĩa, để lên tô bún cho nó ngon, cho nó hấp dẫn. Nó đã vàng tới rồi, mình tắt bếp rồi, cho đậu hũ chiên ra dĩa. Rồi tiếp theo là mình sẽ trụng bún. Đây là nước súp củ dền, củ cải, muối, củ đỏ, nấm rơm. Và trong đây là đậu hũ trứng mà mình làm nó giống như là một cái gạch cua người ta đâm mà người ta nấu nước, lấy nước lại vậy đó. Của mình là đậu hũ trứng non nha các bạn. Thì cái món ăn sáng của mình ngày hôm nay là mình nấu bằng nước súp với củ dền và củ cải trắng, rất là tuyệt. Bởi vì củ dền nó làm cho nước súp của mình nó rất là ngọt, có hương vị đặc biệt. Bún cua thì nó rất là bình thường rồi, nhưng mà cái này là củ dền nha các bạn. Bún cua chay hay là bún hủ tiếu chay gì thì nó cũng là nước súp bình thường, nhưng hôm nay mình nấu bằng củ dền cho nên nước súp của mình nó rất là đặc biệt, có cái hương vị rất là ngon, nó ngọt nước của củ dền, rau củ. Rồi. Mình cho lá quế lên. Cà chua. Sa tế cho tô bún cua mình nó có hương vị cay, nó tăng độ kích thích hấp dẫn lên nha. Rồi, và đậu hũ chiên. Như vậy là hôm nay mình đã hoàn thành một tô bún cua củ dền chay. Rất là đặc biệt phải không các bạn? Rất là ngon cho một buổi ăn sáng. Mời mọi người cùng thưởng thức một tô bún riêu chay nấu bằng nước súp củ dền. Rất là tuyệt cho một bữa ăn sáng dành cho người ăn chay. Ăn mặn gì cũng ăn được hết cả. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc mọi người ngon miệng nha.